Hi, chị Bông, xin chào quý cô chú anh chị gần xa đã quay trở lại với em ạ. Cả nhà ơi, ngày hôm nay cái video này thì bên vùng mai nhà em sẽ giới thiệu cho chúng ta những cái loại mai chơi Tết đặc sắc luôn cả nhà. Ở trong đây nó sẽ có một cái đám cúc thọ hương hàng liền cốt 3 mùa nha. Hàng liền cốt 3 mùa luôn cả nhà. Đây, trời ơi, cái lô thọ hương này phải nói là nuôi nó xanh tươi mập mạp ha. Cành nhánh thì rất là xum xê luôn cả nhà. Đây cả nhà ơi. Đó, đây nè cả nhà. Đây cả nhà. Đó, cây này rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp luôn nè. Đó, đây nè cả nhà nhìn nè, đế đẹp ha, cành nhánh thì thôi bây giờ nó xum xuê như thế này nè cả nhà, chiều cao nó từ 40 cho đến 50, hàng liền cốt khoảng 90 đến 100% cả nhà. Ở cái này về lấy bo thôi cũng khỏi nói luôn. Mà cả nhà biết không, dòng cúc thọ hương là một cái dòng mai rất là dễ sinh trưởng nè, dễ chăm dễ trồng nữa cả nhà. Những ai mà mới biết chơi mai á, người ta cũng hay chọn cái lô này về để trồng đất trồng chậu rồi chơi Tết rồi nó ok lắm cả nhà. Đó, cây nè mọi người nhìn thấy nè, cây đẹp nhất nách không đó, đây ha. Rồi ngoài cái cúc thọ hương thì bên em có dòng giáo siêu nụ nữa nha, giáo siêu nụ bự nè. Bây giờ nút nụ thì thôi khỏi phải chê luôn, loại này bây giờ khỏi kích nụ gì hết trơn, tự nó ra tự nó tạo luôn rồi cả nhà. Đó này nè, tự nó ra tự nó tạo nụ luôn. Trời ơi, cái cây này đế hình trái bí luôn ông nội ơi, quá trời cái lô này rồi. Đây là cái giáo siêu nụ, nó sẽ cao và bự hơn cúc thọ hương một xíu, nhưng mà em vẫn bán đồng giá là thọ hương và siêu nụ thì vẫn giá là 200k một cây thôi cả nhà. Nếu mà chúng ta lấy hai cây thì bên em sẽ reship cho chúng ta nha. Ở đây thọ hương siêu nụ gì bên em cũng rất là nhiều luôn. Rồi ngoài cái loại lớn đó thì bên em sẽ có một cái loại nhỏ nữa. Đây là dòng giảm siêu nụ chơi Tết mà loại hàng mini. Hàng này hàng để bàn nhỏ nhỏ nè, mà bán giá cực kỳ hấp dẫn luôn, 70k một cây thôi cả nhà. Đây nè cả nhà nhìn nè, trời ơi cái lô này đế rất là to nghe, cũ đế nè, đẹp thấy ghê không. Đó cả nhà nhìn nè, quá xuất sắc luôn cả nhà, xuất sắc dữ dằn luôn ha. Đây nè, đế nè, cành nhánh thôi luôn lô này ha. Số lượng em có ít không có nhiều, một combo 5 cây em bán cho cả nhà mình có 300k. Ủa 350 lộn, 70 nhân cho 5 là 350 nha cả nhà, 70k một cây nha. Nhớ là 70k một cây, 5 cây là bên em bao ship là 350 một combo nha cả nhà. Đó rồi, ai thích cái dòng nào thì cứ alo cho em nó. Bên đây là thọ hương nè, trời ơi cây em nuôi nó xanh tươi mập mạp như thế này nè, quá trời mập luôn nha. Rồi bên này hàng siêu nụ thì cũng quá là ok luôn. Rồi ai thích cái dòng nào thì cứ alo cho vườn mai của chú Chè Bông nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha.